Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, thành phố Đà Lạt là một trong 10 điểm đến được yêu thích của du khách. Chính vì vậy, thành phố Đà Lạt và ngành du lịch đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón tiếp du khách. Ghi nhận tại các điểm tham quan, dịch vụ, nhà nghỉ, ăn uống, giá dịch vụ không tăng, an toàn giao thông thì được đảm bảo. Du khách đã có những trải nghiệm vui tươi, an toàn và bình yên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, các khu điểm du lịch như Cáp Treo, Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Dinh Bảo Đại, Vườn Hoa Thành Phố, Hồ Xuân Hương và các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tốt nhất để tạo ấn tượng cho mọi người đến tham quan. Dịch vụ nhà nghỉ ở đây thì cũng rất là ok, sạch sẽ, có thang máy rồi, với lại giá nó cũng hợp lệ, bình dân dễ ở, phòng 2 giường 4 người thì giá nó cũng ok, nó mềm, lễ cũng lên gì mấy. Sau đó tiếp thì anh thấy cũng ổn đó. Các dịch vụ liên quan đều ok, nhưng mà có cái chợ đêm đó thì lúc trước thì nó hơi bị rắc rối, cái vụ buôn bán chèo kéo rồi nọ với nó thách, nhưng mà từ lúc mà thấy trên Facebook, trên mạng rồi lên đó, thấy an ninh ở dưới đây, công an rồi đi làm rồi nó cũng tốt, nó đỡ hơn mấy năm trước. Ở đây thì phòng thì sạch sẽ, giá cả bình dân thì khách ra hoài nó thuê, ví dụ mà cao quá, ví dụ nó cũng phàn nàn. Bên cạnh đó, để mang lại trải nghiệm không gian đa sắc màu về văn hóa nghệ thuật cho người dân và du khách, dịp này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao sôi động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và một số chương trình khác đã đem lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Mình đến đây cái lần và lần này lần thứ hai mình thấy nó thay đổi quá là nhiều, quá nhanh chóng, và thế là rất là phát triển, và đặc biệt là hôm nay lại bước tới trung tâm cái vườn hoa Đà Lạt lần thứ hai này, mình đã thấy ngay từ cổng vào mình đã thấy là rất là đổi mới, rất là khang trang sạch sẽ và rất là đẹp. Mọi người tới đây là cảm thấy là thoải mái, tinh thần là bình an vậy đó, cô thấy vậy đó. Cái người là chúng được cảnh sắc thiên nhiên thì quá đẹp rồi, vì với cái khí hậu nữa, rồi cảnh vật nữa là rất là đẹp. Một vấn đề được người dân và du khách quan tâm mỗi khi đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng dịp lễ là tình trạng ùn tắc giao thông. Theo đánh giá chung, lượng du khách đến du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt nói riêng giảm so với thời điểm năm ngoái. Vì vậy, trên địa bàn, những ngày qua, tình hình giao thông luôn thông thoáng. Các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đều được xử lý kịp thời. Em thấy lượng khách dạo năm gần đây nó sẽ vắng hơn như mọi năm. Và em thấy để là mình có đèn xanh đèn đỏ thì lượng khách đã có thể chấp hành tốt luật lệ giao thông, và đối với bản thân em thì em cũng chấp hành luật lệ tốt cái giao thông đó. Giao thông năm nay thì nó cũng đỡ hơn, tại vì cái lượng khách đến với Đà Lạt năm nay nó cũng ít hơn, giảm hơn rất là nhiều. Còn khi đến với đây thì em cũng là du khách nên là em thuê xe máy, thì khi mà đi như vậy thì em cũng chấp hành đúng luật lệ giao thông này, đi đúng làn đường, đội nón bảo hiểm và có giấy phép lái xe khi thuê xe máy ạ. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch, cái phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống ùn tắc giao thông, huy động 100% quân số và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với công an các phường xã trên địa bàn tiến hành tuần tra kiểm soát, hướng dẫn đẩy đuổi các cái phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông, đồng thời tăng cường các lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như là hành vi là điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, cơi nới thành thùng xe, chở quá tải trọng cho phép. Thành phố Đà Lạt luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách, nhất là trong các dịp lễ Tết. Vì vậy, việc đảm bảo các dịch vụ du lịch là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch địa phương, đồng thời tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân và du khách khi chọn thành phố Hoa để tham quan nghỉ dưỡng. Bằng tấm lòng vàng thân thiện, hiếu khách của mình, thành phố Đà Lạt luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, để lại cho du khách những trải nghiệm khó quên.